Mùng 2 Tết làm điều này để cả năm may mắn, tiền bạc ùn ùn kéo vào nhà. Hoan hỷ đón chào quý vị khán thính giả đang theo dõi Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên, kính chúc quý vị khán thính giả an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, chiêm nghiệm được nhiều điều nhân văn để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Quý vị thân mến, mùng 2 Tết theo truyền thống văn hóa của người Việt không chỉ là thời điểm để sum vầy, đoàn tụ gia đình, mà còn là dịp để chuẩn bị và cầu mong cho một năm mới tràn đầy may mắn, thịnh vượng. Trong không khí rộn ràng của ngày Tết, nhiều gia đình thực hiện những phong tục, nghi thức nhất định với hy vọng thu hút tài lộc, may mắn và sự giàu có kéo về cho cả năm. Việc làm này không chỉ thể hiện lòng hiếu khách, sự quan tâm đến người thân, bạn bè, mà còn phản ánh niềm tin vào những yếu tố tâm linh, phong thủy, giúp cải thiện vận khí, tăng cường tài lộc. Trong video ngày hôm nay, Phú Quý Tài Lộc sẽ đưa quý vị đi sâu vào khám phá những phong tục và hoạt động đặc sắc được thực hiện vào ngày mùng 2 Tết, với mong muốn rằng những việc làm này sẽ mở ra một năm mới đầy hứa hẹn, phồn thịnh cho mỗi gia đình. Mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất, chúc Tết gia đình nhà ngoại. Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Câu nói truyền thống này không chỉ là lời nhắc nhở về một phong tục cổ xưa mà còn là bản giao hưởng của tình cảm gia đình và lòng kính trọng đối với những người thầy trong ngày đầu năm mới. Nó phản ánh một cách sâu sắc nét văn hóa đặc sắc, tinh tế của người Việt Nam, nơi mỗi ngày Tết không chỉ là dịp để đoàn tụ sum vầy mà còn là cơ hội để thể hiện lòng biết ơn tôn kính. Vào ngày mùng 1, khi bình minh của năm mới vừa bừng lên, mỗi nhà đều hướng về tổ tiên nội phương, thực hiện nghi lễ cúng bái trong không khí trang nghiêm và ấm áp. Đây là lúc để mỗi thành viên trong gia đình gửi gắm những ước nguyện tốt đẹp nhất cho một năm mới an lành, thịnh vượng. Tiếp nối, mùng 2 Tết mở ra một không gian gia đình khác biệt, nơi tình thân được nối kết mạnh mẽ hơn qua những bữa cơm đoàn viên bên nhà ngoại. Không khí gia đình ấm cúng tràn ngập tiếng cười và sự quan tâm chia sẻ. Mỗi lời chúc, mỗi món quà đều mang ý nghĩa sâu xa, tượng trưng cho sự gắn kết yêu thương. Khi Tết đến mùng 3, truyền thống Tết Thầy lại mang một ý nghĩa tinh thần sâu sắc, nhấn mạnh vai trò và vị trí quan trọng của những người thầy trong việc hình thành và phát triển nhân cách, tri thức của mỗi người. Đây là dịp để bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng tới những người đã truyền đạt kiến thức, là ngọn đuốc soi đường cho thế hệ trẻ trên con đường học vấn và phát triển bản thân. Qua mỗi ngày Tết, từ mùng 1 đến mùng 3, không chỉ là việc thể hiện tình cảm gia đình, lòng biết ơn đối với tổ tiên và sự tôn kính dành cho người thầy, mà còn là cách mà người Việt gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống của dân tộc. Mỗi ngày Tết không chỉ đơn thuần là ngày lễ, mà còn là bài học về cách sống, về việc trân trọng quá khứ, hiện tại và tương lai. Đó là lúc mà mỗi cá nhân, mỗi gia đình đều dừng lại để suy ngẫm, đánh giá lại mình và hướng tới một năm mới với nhiều hy vọng, ước vọng và khát vọng. Thứ hai, xuất hành lấy may. Theo quan niệm của dân gian, mùng 2 Tết được coi như một ngày vàng, một khởi đầu lý tưởng để bạn bước ra khỏi cánh cửa, hòa mình vào những chuyến đi đầy hứa hẹn. Đây không chỉ là lựa chọn thời điểm xuất hành linh thiêng, mà còn là cơ hội để bạn thả hồn theo những phương hướng may mắn, dẫn lối cho một năm mới tràn đầy thuận lợi và hạnh phúc. Hãy tưởng tượng, trong ngày mùng 2 Tết, bạn bước chân ra khỏi nhà, hướng về phía hỷ thần, phương hướng được cho là mang lại hạnh phúc và tình yêu thăng hoa. Đó không chỉ là một hành động tượng trưng mà còn là một lời nguyện cầu cho một năm tình cảm thắm thiết, ấm áp, nơi mà mỗi mối quan hệ đều được nuôi dưỡng và phát triển trong sự hòa hợp và yêu thương. Nếu như tình yêu là bản nhạc của tâm hồn, thì tài lộc chính là nguồn sinh khí cho cuộc sống. Chọn hướng tài lộc trong những khung giờ đẹp của ngày mùng 2 Tết, bạn không chỉ đang tìm kiếm sự thịnh vượng về vật chất mà còn mở ra cánh cửa cho những cơ hội, những ý tưởng mới như một dòng chảy không ngừng của việc sáng tạo và thành công. Mỗi bước đi trong hướng này không chỉ là việc vận động cơ thể, còn là việc vận động tâm hồn và ý chí hướng tới một tương lai đầy ắp niềm vui và phồn thịnh. Đằng sau mỗi phong tục, mỗi quan niệm về xuất hành của ngày mùng 2 Tết là sự giao thoa giữa văn hóa truyền thống và hiện đại, giữa niềm tin tâm linh và sự lựa chọn cá nhân.
Khi bạn bước ra khỏi ngưỡng cửa, dù là theo hướng hỷ thần hay tài lộc, bạn không chỉ đang tìm kiếm may mắn và thuận lợi cho bản thân mình, mà còn đang góp phần vào việc duy trì và phát triển những giá trị văn hóa đặc sắc, làm cho Tết Nguyên đán càng thêm phong phú và ý nghĩa. Thứ ba, cúng bái tổ tiên thần linh. Trong khung cảnh tưng bừng và hân hoan của những ngày Tết Nguyên đán, mỗi gia đình Việt chăm chút chuẩn bị mâm cơm đầy ắp, nặng tình cảm và ý nghĩa, như một lễ vật dâng lên thần linh và tổ tiên. Đây không chỉ là nét đẹp văn hóa được lưu giữ qua bao thế hệ, mà còn là biểu tượng của lòng kính trọng, biết ơn sâu sắc đối với những bậc sinh thành và bảo vệ gia đình từ quá khứ đến hiện tại. Mỗi món ăn trên mâm cơm ngày Tết không chỉ thể hiện sự khéo léo, tâm huyết của bàn tay người nội trợ, mà mỗi hương vị, mỗi sắc màu còn chứa đựng những lời cầu nguyện và ước vọng cho một năm mới tràn đầy sức khỏe, may mắn và thịnh vượng. Không chỉ là bữa cơm, mà đây còn là một nghi thức thiêng liêng, một khoảnh khắc đoàn tụ, khi mọi thành viên trong gia đình cùng quây quần bên nhau, chia sẻ niềm vui và hy vọng vào những ngày đầu của năm mới. Mâm cơm Tết với đủ loại món từ bánh chưng xanh, dưa hành đến thịt kho tàu, cá kho thơm lừng, không chỉ là thức ăn nuôi dưỡng thể xác, mà còn là nguồn cảm hứng nuôi dưỡng tâm hồn, gắn kết tình cảm gia đình và khẳng định sự sống động của văn hóa Việt trong bối cảnh hiện đại. Qua từng lễ vật, từng món ăn là sự tri ân đối với tổ tiên và thần linh, đồng thời là lời nguyện cầu cho một năm mới an lành, thịnh vượng, mở ra những triển vọng và hạnh phúc mới cho mỗi ngôi nhà. Thứ tư, du xuân lễ chùa lấy lộc đầu năm. Trong bức tranh đa sắc màu của cuộc sống đầy nhịp đập và náo nhiệt, những ngôi chùa chiền và đền miếu cổ kính vẫn luôn là những điểm sáng của sự yên bình và tinh khiết, như những viên ngọc quý giữa lòng đô thị hồn ào. Trong những ngày đầu của năm mới, khi không khí Tết vẫn còn vương vấn trên từng con đường, từng ngõ hẻm, người người nhà nhà lại rủ nhau tìm về những nơi này như một nghi lễ thiêng liêng, một hành trình về cội nguồn để tìm kiếm sự thanh tịnh cho tâm hồn và gửi gắm những ước nguyện sâu kín nhất. Ngày mùng 2 Tết âm lịch, khi bình minh ló dạng sau những hàng tre, những bức tường đá cổ kính của chùa chiền và đình miếu bắt đầu chứng kiến dòng người hành hương nối tiếp nhau. Mỗi bước chân nhẹ nhàng, mỗi ánh mắt đều chất chứa niềm tin và hy vọng. Gia đình Việt, từ ông bà đến trẻ nhỏ, cùng nhau đi qua những lối đi uốn lượn dưới bóng cây cổ thụ để đến những không gian linh thiêng. Trong không gian linh thiêng ấy, tiếng chuông chùa vang vọng hòa với tiếng kinh tụng cùng với khói hương nghi ngút tạo nên một bức tranh sống động, đậm chất truyền thống. Đó không chỉ là khoảnh khắc để mỗi người dâng lên những lời cầu nguyện cho một năm mới an lành, tài lộc và sức khỏe, mà còn là dịp để tìm về sự bình yên trong tâm hồn, để nhìn lại chính mình và những người xung quanh trong một không gian tĩnh lặng, xa rời sự ồn ào, hối hả của cuộc sống thường ngày. Qua từng nghi lễ, từng phong tục, ngày mùng 2 Tết tại chùa chiền và đình miếu trở thành dấu ấn tâm linh sâu đậm trong tâm trí mỗi người Việt. Một phần không thể thiếu trong bức tranh văn hóa đa dạng của dân tộc, nơi truyền thống và hiện đại hòa quyện tạo nên một nét đẹp văn hóa độc đáo, khơi nguồn cảm hứng và niềm tự hào cho thế hệ hôm nay và mai sau. Thứ năm, đi chơi du xuân. Trong những ngày Tết Nguyên đán, đặc biệt là ngày mùng 2, trở thành dịp quý giá để mọi người tạm gác lại những bộn bề và hòa mình vào không gian của những phong tục truyền thống đầy ấm áp và sâu lắng. Nhưng bên cạnh đó, Tết cũng là cơ hội để mở rộng trải nghiệm, kết nối những tâm hồn qua các hoạt động vui chơi, gặp gỡ đầy màu sắc và sôi động. Ngày mùng 2 Tết âm lịch, quý vị hãy cùng anh chị em, bạn bè và những người thân yêu xung quanh mình bước ra khỏi khuôn khổ quen thuộc, đắm chìm trong không khí rộn ràng của hội chợ Tết, nơi mỗi gian hàng, mỗi trò chơi đều mang một nét đặc trưng riêng biệt của mùa xuân. Không dừng lại ở đó, những lễ hội đầu năm với những màn trình diễn đặc sắc, những trò chơi dân gian hay những cuộc thi văn nghệ sẽ là bản hòa ca âm sắc, nơi bạn có thể thả hồn theo điệu múa, những giai điệu dân ca truyền thống hay cùng bạn bè thử sức với những trò chơi dân gian. Và khi cần một không gian yên bình hơn, những quán cà phê ấm cúng cùng với ánh đèn dịu dàng, những bản nhạc du dương sẽ là điểm dừng chân lý tưởng, nơi những cuộc trò chuyện trở nên sâu lắng và những lời chúc tốt đẹp nhất được trao gửi. Mùng 2 Tết, trong cái nắm tay của bạn bè,
ánh mắt tri kỷ, những nụ cười rạng rỡ, là sự sẻ chia, là sự đồng cảm, là sự gắn kết. Mỗi hoạt động, từ những trò chơi trong hội chợ rộn ràng đến những phút giây tĩnh lặng trong quán cà phê ấm cúng, đều trở thành những kỷ niệm đáng nhớ, những khoảnh khắc quý giá, khắc sâu vào trái tim mỗi người. Đó không chỉ là niềm vui của những ngày đầu năm mới, mà còn là nguồn cảm hứng, là sức mạnh tinh thần để bước vào một năm mới với nhiều hy vọng, ước vọng và thành công mới. Thứ 6, khai bút hoặc nghỉ ngơi thư giãn. Trong sắc xuân của ngày mùng 2 Tết âm lịch, học sinh, sinh viên và những người trong công việc đều tìm đến phong tục khai bút đầu năm, một nét đẹp truyền thống phản ánh tinh thần trân trọng tri thức và hiếu học của cha ông ta từ bao đời nay. Việc chọn một thời điểm đẹp trong ngày để cầm bút viết những nét đầu tiên không chỉ là bước khởi đầu cho một hành trình học vấn và sự nghiệp đầy hứa hẹn, mà còn là lời nguyện cầu sâu sắc cho một năm mới, mở ra con đường rộng lớn, thuận lợi và đạt được mọi điều mong đợi. Bên cạnh việc khai bút, việc dành thời gian để nghỉ ngơi và tái tạo tinh thần cũng vô cùng quan trọng. Trong không gian yên bình của những ngày Tết, hãy cho phép bản thân mình một khoảng lặng, một góc nhỏ để thư giãn, lắng đọng và lấy lại năng lượng. Đây không chỉ là dịp để tận hưởng những phút giây bình yên bên gia đình và bạn bè, mà còn là cơ hội để suy ngẫm và định hình những mục tiêu, dự định cho một năm mới tràn đầy sức sống và đột phá. Thưa quý vị, bên cạnh những việc nên làm vào ngày mùng 2 Tết để cả năm may mắn, hanh thông tiền bạc ùn ùn kéo tới mà Phú Quý Tài Lộc vừa chia sẻ với quý vị ở bên trên, thì quý vị cũng cần phải lưu ý tới những điều kiêng kỵ và không nên làm vào ngày mùng 2 để tránh vận xui, rước họa vào thân. Vậy đó là những gì? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Thứ nhất, kiêng quét nhà, đổ rác. Trong những ngày đầu năm mới, nhất là vào ngày mùng 2 Tết, nhiều gia đình thường giữ phong tục không quét nhà hoặc đổ rác, bởi hành động này được tin rằng có thể khiến cho vận may và tài lộc, những phần quà quý giá mà dịp Tết mang lại bị cuốn trôi mất. Để giữ lấy những điều tốt lành ấy, người ta thường chờ đợi đến ngày mùng 3 hoặc mùng 4, khi mọi sự đã ổn định và không gian lễ hội dần dần lắng xuống mới bắt đầu công việc dọn dẹp. Cách làm này không chỉ phản ánh sự tôn trọng và mong muốn giữ gìn những điều tốt đẹp mà Tết mang lại, mà còn thể hiện sự khôn ngoan và tinh tế trong văn hóa ứng xử của người Việt. Thứ hai, tránh vay tiền, trả nợ hay đòi nợ. Trong số những điều kiêng kỵ ngày mùng 2 Tết, cho vay hoặc vay mượn tiền được coi là không may bởi nó ảnh hưởng đến dòng chảy tài lộc trong nhà. Truyền thống quan niệm rằng đầu năm mới là lúc mọi nhà đều mong chờ sự thịnh vượng và phồn thịnh ghé thăm. Do đó, việc chia sẻ tài lộc của mình cho người khác hoặc mang ý định phải dựa vào nguồn tài chính từ bên ngoài ngay từ những ngày đầu tiên của năm mới được cho là hành động làm giảm sự tự chủ về mặt tài chính, tiềm ẩn rủi ro về vận may và tài lộc trong suốt cả năm. Thứ ba, kiêng cho lửa, cho nước. Khi tiễn biệt năm cũ và chào đón năm mới, mọi nhà đều tràn đầy niềm hy vọng rằng may mắn và hạnh phúc sẽ ghé thăm. Trong văn hóa truyền thống, lửa và nước không chỉ là yếu tố cơ bản trong cuộc sống, mà còn tượng trưng cho sự ấm áp, thịnh vượng và tài lộc của gia đình. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu tiên của năm mới, và đặc biệt là vào ngày mùng 2 Tết, mỗi thành viên trong gia đình đều được nhắc nhở để chăm sóc và quản lý cẩn thận nguồn lửa và nước trong nhà. Điều này không chỉ đảm bảo sự an toàn và hòa thuận, mà còn với hy vọng rằng sự ấm cúng, phồn thịnh sẽ luôn bền vững, không bị đánh mất hay theo chân người khác mà ra đi. Thứ tư, không làm đổ vỡ. Việc tránh làm vỡ chén, bát, đĩa luôn được xem trọng trong danh sách những điều cần phải kiêng kỵ. Nguồn gốc của quan niệm này xuất phát từ niềm tin rằng việc làm vỡ đồ đạc không chỉ mang lại điều xui xẻo, mất mát hay thậm chí là gợi về những biến cố chia ly, mà còn có thể ảnh hưởng đến vận khí, làm giảm tài lộc và tạo ra sự trở ngại cho công việc, sự nghiệp. Chính vì vậy, việc giữ gìn và tránh làm vỡ đồ vật trong gia đình không chỉ được nhấn mạnh vào ngày mùng 2 Tết mà còn được duy trì như một lối sống qua suốt cả năm, như một cách để bảo vệ và nuôi dưỡng những may mắn, sự ổn định và thịnh vượng cho cuộc sống gia đình. Quý vị thân mến, Phú Quý Tài Lộc đã vừa chia sẻ đến quý vị về những điều cần làm vào ngày mùng 2 Tết để cả năm may mắn hanh thông, tiền bạc ùn ùn kéo tới. Bên cạnh đó,
Phú Quý Tài Lộc cũng chia sẻ với quý vị về những điều kiêng kỵ và không nên làm vào ngày mùng 2 để tránh vận xui, rước họa vào thân, cùng với những kiến thức vô cùng bổ ích. Hy vọng rằng quý vị sẽ ứng dụng được trong cuộc sống hàng ngày để mang lại những điều tốt lành cho gia đình. Và dù thế nào thì chúng ta cũng không được phép quên việc tu thân, tích đức, hành thiện và luôn phải nỗ lực để phát triển trí tuệ hơn nữa thì chúng ta mới có được nhiều tài lộc. Nếu quý vị cảm thấy những thông tin này hữu ích, xin hãy chia sẻ với bạn bè và người thân yêu. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Phú Quý Tài Lộc để cùng nhau khám phá thêm nhiều điều thú vị và bổ ích trong các tập tiếp theo. Hẹn gặp lại trong những chương trình sắp tới. Chúc quý vị một ngày tốt lành và một năm mới tràn ngập niềm vui.